Hello everybody, welcome to my channel. The first game, Rayman 3D. Chỗ này rất là khó nha các bạn. Cận độ chính xác rất là cao này. Mình chơi còn đủ nữa. Sao thấy là chỉ có chết thôi, không? Chết rồi. Anh em cố gắng bắn cho nó một đường thẳng, kiểu nào cũng có một cái hút được. Thank you.